Thủy điện kinh doanh thua lỗ, lãnh đạo vẫn thu nhập khủng. Xôn xao hình ảnh sản phụ xếp hàng dài chờ sinh màu đẻ, nè thang cô hồn. Cô gái lừa đảo gần 600 triệu đồng của hai chủ tiệm vàng với thủ thuật đơn giản. Xôn xa ba chiếc quan tài trong căn nhà nhỏ trong vụ tai nạn trên quốc lộ 26. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của Báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, theo báo cáo nửa đầu năm 2024, Thủy Điện Hùa Na ghi nhận doanh thu đạt 205,55 tỷ đồng, giảm gần 80 tỷ, tương đương 28% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 13,87 tỷ đồng, so với cùng kỳ lãi 46,83 tỷ đồng, tức giảm 60,7 tỷ đồng. Trong năm 2024, Thủy điện Hùa Na đặt kế hoạch tổng doanh thu 744,07 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 179,95 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với việc lỗ 13,87 tỷ đồng, Thủy điện Hùa Na còn cách rất xa kế hoạch lãi 179,95 tỷ đồng trong năm 2024. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024, Mặc dù HNA ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ, nhưng tổng thu nhập của Ban giám đốc công ty và Hội đồng quản trị Thủy điện Hùa Na vẫn tăng so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 3,16 tỷ đồng, tăng khoảng 170 triệu đồng. Trong đó, một số thành viên lãnh đạo đơn vị có mức thu nhập cao như các ông Hoàng Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhận 642,6 triệu đồng sau 6 tháng, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ tương đương thu nhập trung bình hơn 105 triệu mỗi tháng. Xếp sau là các thành viên ban giám đốc, gồm ông Bùi Huy Thành, giám đốc công ty nhận 630 triệu đồng, tăng 23 triệu đồng so với cùng kỳ. Tương tự, các ông Nguyễn Xuân Sơn nhận 602 triệu đồng, ông Nguyễn Trọng Thạch, phó giám đốc nhận 596 triệu đồng, ông Đoàn Văn Trường, phó giám đốc nhận 563 triệu đồng. Hai thành viên hội đồng quản trị khác nhận mỗi người 64 triệu đồng, giảm 10 triệu đồng sau 6 tháng làm việc. Ngoài ra, 4 thành viên ban kiểm soát công ty nhận tổng 650 triệu đồng cho 6 tháng. Trong đó, một mình ông Võ Trung Chính, trưởng ban kiểm soát nhận 561 triệu. Đáng chú ý, mặc dù thu nhập của ban lãnh đạo công ty Thủy Điện Hùa Na Tăng, nhưng tổng chi phí nhân công của toàn công ty lại ghi nhận giảm so với cùng kỳ. Theo đó, tổng chi phí nhân công ghi nhận sau 6 tháng đầu năm của công ty cổ phần Thủy Điện Hùa Na là hơn 19,6 tỷ đồng, giảm 1,6 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng chi phí nhân công phục vụ hoạt động quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận giảm khi ghi nhận 8,43 tỷ đồng so với mốc 8,76 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Những năm vừa qua, Thủy Điện Hùa Na luôn ghi nhận kết quả kinh doanh có lãi, điển hình là năm 2022 với mức lợi nhuận sau thuế lên tới hơn 583 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối quý 1 năm 2024, công ty có 735,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chiếm 22,8% vốn chủ sở hữu. Về triển vọng kinh doanh năm nay, ban lãnh đạo Thủy Điện Hùa Na cho biết công ty đang dồn lực để mua lại nhà máy Thủy Điện Nậm Nơn tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra. Quý vị đừng bỏ lỡ! Gần đây mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh về nhiều sản phụ xếp hàng chờ sinh mổ tại bệnh viện phụ sản Hà Nội. Lý do cho sự đông đúc này là do nhiều gia đình muốn tránh sinh con vào tháng 7 âm lịch theo quan niệm là tháng cô hồn không may mắn. Bác sĩ Lê Duy Toàn, phó trưởng khoa mổ dịch vụ D5 của bệnh viện cho biết, vào ngày 31 tháng 7 tức ngày 26 tháng 6 âm lịch, số lượng sản phụ xin sinh mổ chủ động đã gia tăng so với ngày thường. Theo bác sĩ Toàn trong ngành sản khoa, sản phụ có thể lựa chọn sinh mổ chủ động để đảm bảo an toàn cho thai nhi. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều gia đình mong muốn sinh con vào ngày đẹp theo quan niệm của họ, nhưng không phải trường hợp nào bác sĩ cũng thực hiện yêu cầu đó. Yếu tố chuyên môn luôn được đặt lên hàng đầu và các bác sĩ chỉ thực hiện mổ chủ động khi thai nhi đã đủ tháng và đủ sức khỏe của cả mẹ và bé được đảm bảo. Bác sĩ Toàn nhấn mạnh rằng không thể đáp ứng mọi yêu cầu mổ khi thai nhi chưa đủ ngày đủ tháng chỉ để tránh tháng xấu. Các bác sĩ chỉ thực hiện mổ chủ động cho thai nhi từ 38 đến 40 tuần để đảm bảo an toàn tối đa, nếu thai còn non tháng việc mổ sớm có thể dẫn đến nhiều nguy hiểm cho trẻ sơ sinh như suy hô hấp. Tiến sĩ bác sĩ Phan Trí Thành tránh văn phòng trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng chia sẻ quan điểm rằng quan niệm về giờ vàng khi sinh con không có cơ sở khoa học. Dù nhiều người vẫn tin vào giờ đẹp và tránh tháng xấu, các bác sĩ khuyến cáo rằng việc sinh con cần dựa trên các chỉ định y khoa. Một số sản phụ đã yêu cầu mổ sớm chỉ vì lý do tâm linh, dù bác sĩ đã cố gắng giải thích về nguy hiểm của việc sinh non tháng. Tiến sĩ bác sĩ Phan Trí Thành nhớ lại trường hợp của một bệnh nhân mổ đẻ cũ đã mang thai 36 tuần 3 ngày nhưng nặng nặc đòi sinh, hỏi ra mới biết vì đi xem ngày phải sinh ngay nếu để sang tháng sau tháng 7 âm lịch. Con sinh ra sẽ không tốt cho cha mẹ, làm ăn khó khăn. Chính vì vậy sản phụ đã giả vờ đau bụng, giả vờ chuyển dạ vào bệnh viện cấp cứu để xin bác sĩ mổ theo giờ. Tuy nhiên, khi các bác sĩ kiểm tra, sản phụ hoàn toàn bình thường chưa có dấu hiệu chuyển dạ, sức khỏe của mẹ và con đều không có nguy hiểm nên bác sĩ không có chỉ định mổ. Lúc này sản phụ liên tục mặc cả kỳ kèo. Tiến sĩ bác sĩ Phan Trí Thành chia sẻ, khi chúng tôi khám xong trần đoán sức khỏe của bệnh nhân hoàn toàn ổn định, đã khuyên sản phụ nên để một tuần 10 ngày sau mới tới mổ sẽ tốt cho con, nhưng bệnh nhân không đồng ý. Sản phụ năng nặc đòi mổ và sau đó mới nói lý do là muốn sinh con vào ngày đẹp. Với trường hợp này, chúng tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để can ngăn tư vấn, giải thích cho người mẹ hiểu. Bác sĩ Thành cho rằng thời điểm mổ chủ động lý tưởng là vào tuần thai thứ 39, mổ ở tuần thứ 38 có thể chấp nhận nếu cần, nhưng việc mổ sớm hơn như tuần thứ 37 có thể rất nguy hiểm do nguy cơ phổi của trẻ chưa đủ trưởng thành. Bác sĩ nhấn mạnh rằng sinh tự nhiên là lựa chọn tốt nhất và trong trường hợp cần mổ, các bác sĩ sẽ cân nhắc nguyện vọng của gia đình nhưng vẫn phải tuân thủ các chỉ định chuyên môn. Các bác sĩ đều cho rằng việc sinh con vào tháng 7 âm lịch không ảnh hưởng đến sự may mắn của đứa trẻ. Điều quan trọng nhất là đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cả mẹ và con. Dù gia đình có chọn ngày giờ đẹp, bác sĩ vẫn phải tuân thủ nguyên tắc chuyên môn để đảm bảo sự an toàn tối đa cho sản phụ và thai nhi. Vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc, khiến ba người trong một gia đình tử vong thương tâm vào ngày hôm qua gồm anh Vũ Văn Hợi, 41 tuổi, cùng vợ là chị Quách Thị Loan, 36 tuổi và con trai Vũ Văn Kiệt, 13 tuổi, đều trú tại thôn Tân Sinh, xã Ea Đà. Được biết, gia đình anh Hợi có 4 người, gồm hai vợ chồng và hai người con trai. Tai họa ập đến đã khiến cả ba người trong gia đình ra đi mãi mãi, chỉ còn lại một mình cháu Vũ Ngọc Kiệt, 15 tuổi, con trai lớn của vợ chồng anh Hợi bơ vơ. Ông Vũ Văn Lương, anh trai ông Hợi nói, vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin buồn của gia đình em trai. Ông Lương đau đớn kể. Tôi rụng rời tay chân, nhờ người thân trở lên hiện trường, vẫn hy vọng em trai, em dâu và cháu chỉ bị thương. Lên đến hiện trường, tôi bàng hoàng khi được công an báo, cả ba đều đã tử vong. Tài họa bất ngờ khiến cả gia đình tôi chìm trong tang thương. Ông Lương nghẹn ngào nói thêm. Trời không thương, bắt cả cô chú ra đi. Thương cháu trai tôi bơ vơ khi cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ và em. Theo ông Lương, con trai đầu của vợ chồng ông Hợi là Vũ Ngọc Kiệt, năm nay lên lớp 9. Bố mẹ và em trai ra đi đột ngột khiến cháu Kiệt đã khóc ngất đi ba bốn lần. Cháu bỗng trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ông Lương chia sẻ, chờ lo hậu sự cho các em cháu xong, gia đình mới tính xem sẽ chăm sóc cháu Kiệt như thế nào để tiện cho việc học hành. Ánh mắt thất thần, gương mặt đượm buồn chỉ trực chờ để nước mắt tuôn rơi, ông Vũ Văn Quy, 75 tuổi, bố ông hợi nói, đau lắm, rồi ông nghẹn ngào. Ông Quy ở với con trai thứ ba Sáng qua nghe tin gia đình con trai thứ hai gặp nạn, ông cuống cuồng chạy lên với hy vọng con chỉ bị thương, nhưng không ngờ các con và cháu đã ra đi. Chiều mùng 2 tháng 8, một lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế xe bán tải trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người tử vong tại chỗ. Đó là Trần Doãn Tùng, 45 tuổi, chú ở huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. Theo một đoạn camera hành trình do người dân ghi lại, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe bán tải do Tùng điều khiển đã vượt một ô tô phía trước nên lao thẳng vào xe máy của chị Quách Thị Loan, 36 tuổi, chú xã Eada, huyện EAK điều khiển, chở chồng và con trai. Hậu quả cả ba nạn nhân trên xe máy văng vào lề đường, tử vong tại chỗ. Nguyên nhân bước đầu dẫn đến vụ tai nạn được cơ quan chức năng nhận định do người điều khiển xe bán tải vượt không đảm bảo. Ngày 3 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đã chính thức khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thùy Trang, 22 tuổi, chú phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 29 tháng 7, công an nhận được đơn trình báo từ bà HTBH, chủ tiệm vàng ở phường An Sơn, và ông HVL, chủ tiệm vàng tại phường An Xuân. Theo đơn trình báo, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 8 cây vàng trị giá khoảng 591 triệu đồng từ hai tiệm vàng này. Qua điều tra công an xác định Nguyễn Thị Thùy Trang là nghi phạm và thu hồi được hai cây vàng cùng nhiều tài liệu liên quan. Trang đã sử dụng điện thoại thông minh để tải và cài đặt ứng dụng giả mạo hóa đơn chuyển tiền. Khi đến các tiệm vàng, Trang xin thông tin tài khoản ngân hàng của chủ tiệm, tạo hóa đơn giả và gửi hình ảnh qua ứng dụng Zalo để làm giả chứng từ thanh toán tin rằng tiền đã được chuyển, chủ tiệm vàng đã giao vàng cho Trang. Số vàng lừa đảo được Trang đã bán để lấy tiền đánh bạc qua mạng Internet. Công an thành phố Tam Kỳ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Huyện Tư Hưng thuộc thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam Trung Quốc vừa hứng chịu trận mưa lớn chưa từng có trong lịch sử. Tính đến 8 giờ ngày 30 tháng 7, có 4 người thiệt mạng và 3 người mất tích. Một trong số đó là bé gái 3 tuổi con của bí thư thôn Nhân Phong thuộc thị trấn Châu Môn Ti. Theo lời kể của ông Hà, cư dân thôn Nhân Phong, vào khoảng 6 giờ ngày 28 tháng 7, mưa đổ bộ xuống dữ dội. Tín hiệu điện thoại bị mất, buộc các cán bộ thôn phải đi từng nhà thông báo lệnh sơ tán. Đến 7 giờ ngày 28 tháng 7, khi công tác sơ tán hoàn tất, các con đường trong làng gần sông đã chìm trong biển nước. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhà cửa bị nhấn chìm, nước cuốn theo gỗ và các mảnh vỡ, xe máy bị lật nhào. Chiều 29 tháng 7, khi nước rút, ông Hà chứng kiến cảnh đường phố phủ đầy bùn dày. Trở về nhà, ông phát hiện toàn bộ tầng 1 ngập nước và bùn, tầng 2 cũng không thoát khỏi thiệt hại. Bờ kè con sông sau nhà bị phá hủy. Đường bê tông ven sông bị cuốn trôi. Làng không có điện nước, tín hiệu điện thoại cũng mất, người dân sống bằng bánh mì và nước uống do chính quyền cung cấp. Tổn thất gây đau lòng nhất là bí thư thôn Hà Thần Gia đã mất con gái 3 tuổi trong thảm họa này thôn dân họ Hà chia sẻ, thật không ngờ khi ông ấy đang đi từng nhà thông báo sơ tán thì gia đình lại gặp chuyện đau lòng như vậy. Ông Hà thần gia mới hơn 30 tuổi, những ngày qua vẫn miệt mài tổ chức công tác dọn dẹp, bất chấp địa hình khó khăn và đường xá bị cắt đứt. Trước đó, vợ bí thư thôn cũng đã gọi điện nhờ chồng đón con gái đang ở ngoài. Tuy nhiên, do đang bận sơ tán dân, anh không thể quay về ngay, phải tạm gác nỗi lo cho gia đình để tiếp tục công tác cứu hộ. Khi đó, nước lũ dâng nhanh tình hình cực kỳ nguy cấp ông hà thần gia bất chấp nguy hiểm dẫn đầu nhóm cán bộ thôn và tình nguyện viên đi từng nhà thông báo sơ tán và hỗ trợ di chuyển người dân đến nơi an toàn nhờ nỗ lực của ông hà nhiều người dân đã thoát nạn tuy nhiên trong lúc ông toàn tâm cứu hộ nhân dân con gái ông đã bị cuốn trôi và không may thiệt mạng bi kịch này không chỉ gây chấn động cho gia đình ông hà thần gia mà còn khiến cả thôn làng chìm trong đau thương người dân trong làng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần hy sinh của ông Hà Thần Gia, đồng thời chia sẻ nỗi đau sâu sắc với gia đình ông. Ngày mùng 2 tháng 8, thông tin từ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh bắt một phụ nữ trốn thi hành án. Người vừa bị bắt là Trương Thị Hương, 27 tuổi, thường trú tại xã Đắk Quơ, huyện Đắk lấp tỉnh Đắk Nông. Theo hồ sơ, Hương bị tòa án nhân dân huyện Đắk lấp ra quyết định thi hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Trong quá trình chờ thi hành án, Hương trốn khỏi địa phương và xuất cảnh đi Malaysia. Ngày mùng 2 tháng 8 năm 2018, cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định truy nã đối với Hương bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng Hương vào ngày mùng 1 tháng 8 từ Thái Lan nhập cảnh về Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đơn vị đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, truy bắt thành công đối tượng. Ngày 2 tháng 8, Công an huyện Cư Cư tỉnh Đắk Lắc cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Dũng, 34 tuổi, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 1 tháng 8, Dũng lắp biển số giả rồi điều khiển xe máy mang theo 10 cục bà chó đến khu vực xã Ea Tiêu, huyện Cư Cư để trộm chó. Trên đường đi, Dũng đánh bà bắt được một con chó rồi cho vào bao tải. Sau đó, Dũng tiếp tục đi đến khu vực ngã ba thuộc thôn 86, xã Ea Tiêu, vứt hai cục bà và hai con chó đã lao vào ăn. Lúc này, Dũng đứng trong hẻm quan sát thấy hai con chó trên lăn ra đường nên chạy xe ra để bắt. Tuy nhiên, khi Dũng vừa đến gần thì ông Nguyễn Viết Hùng, 52 tuổi, là chủ hai con chó phát hiện, lao đến đạp xe máy khiến Dũng và xe ngã ra đường. Ông Hùng và Dũng đã lao vào vật lộn đánh nhau. Lúc này thấy cốp xe của mình bị bung ra, làm rơi một hung khí nên Dũng liền lao đến, lấy hung khí tấn công một nhát vào vùng đầu ông Hùng. Sau đó mọi người kịp thời có mặt bắt giữ Dũng và đưa ông Hùng đi cấp cứu với vết thương phải khâu 16 mũi ở đầu cùng nhiều thương tích khác. Tại hiện trường, công an thu giữ một xe máy, một con dao Thái Lan, ba con chó đã chết, một cục bà chó, một gậy ba khúc, một cuộn băng keo, một kìm cắt lưới cùng nhiều vật chứng có liên quan. Ngày mùng 2 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 1556 QĐ UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại thành phố Sơn La và các huyện Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu. Theo đó, từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7, do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 200 mm. Một số nơi lượng mưa rất lớn, như thành phố Sơn La 229,4 mm, xã Triềng Ngàm, huyện Thuận Châu 206,4 mm, xã Triềng Nơi, huyện Mai Sơn 205,3 mm, xã Nậm Ti, huyện Sông Mã 199,6 mm. Trên sông Nậm Bàn, sông Mã xuất hiện lũ lớn vượt báo động cấp 3. Sông Nậm La xuất điện lũ vượt báo động cấp 2. Mưa lũ đã làm hàng chục người thương vong, gây ảnh hưởng thiệt hại lớn về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất công nghiệp với tổng thiệt hại hơn 500 tỷ đồng. Mưa lớn kéo dài còn gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, làm thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu, các xã Sạp Vạt, Trường Bằn, huyện Yên Châu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai, thời tiết để ứng phó. Phân công lãnh đạo địa phương, cơ quan tổ chức, đơn vị trực theo dõi 24 trên 24 trong những ngày mưa, lũ cao điểm. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Bố trí tạm thời nơi ở an toàn cho nhân dân, đồng thời tổ chức ứng cứu các điểm bị cô lập đảm bảo hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm thuốc chữa bệnh cho nhân dân vùng thiên tai tổ chức ra soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất lũ ống lũ quét chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán di chuyển những hộ gia đình cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm khu vực có nguy cơ trượt sạt lở đất lũ ống lũ quét đến nơi an toàn huy động lực lượng phương tiện thiết bị sửa chữa ngay các công trình bị hư hỏng bảo đảm giao thông thông suốt cấp điện cấp nước thông tin liên lạc và vệ sinh môi trường cho người dân thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ ngập úng để sớm khôi phục sản xuất ổn định đời sống cho nhân dân vùng thiên tai xử lý giải tỏa các công trình xây dựng trái phép các công trình làm thu hẹp dòng chảy ảnh hưởng tới việc thoát lũ nạo vét khơi thông dòng chảy của các hệ thống cống rãnh công trình thoát lũ tại các khu đô thị khu dân cư nông thôn xác định hạng mục công trình đầu tư khẩn cấp để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bố trí kinh phí trong khả năng cân đối các nguồn vốn để triển khai thực hiện, đồng thời chủ động ra soát, hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Khi kết thúc khắc phục hậu quả thiên tai nêu trên, có văn bản gửi cơ quan chuyên môn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để làm cơ sở công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan cần phân công phụ trách chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp các địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngày mùng 2 tháng 8, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài trên địa bàn các huyện Bảo Lâm, Hà Quảng, Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá gây thiệt hại về người, nhà ở của người dân vùng cao. Sạt lở đất đá làm 5 người bị thương vong. Cụ thể, sạt lở làm hai người tử vong là HTP sinh năm 2006 ở xóm Lũng Tu, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng và bé VMM sinh năm 2020 ở xóm Cốc Lùng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm. Ba người bị thương là cháu HTK sinh năm 2008 ở xóm Lũng Tu, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng anh VML sinh năm 1995 và con gái VTT sinh năm 2019 ở xóm Cốc Lùng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm được điều trị tại nhà. Thiên tai đã làm 29 nhà dân bị thiệt hại, ảnh hưởng 5 hộ tại huyện Bảo Lạc phải sơ tán khẩn cấp. Mưa lũ làm đường Hồ Chí Minh, đoạn xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, quốc lộ 4A, đoạn qua xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, quốc lộ 34, đoạn qua huyện Bảo Lâm bị sạt lở đất đá các tuyến đường tỉnh 202, 215 đoạn qua xã Hưng Đạo, Sườn Lộ, Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc sạt lở ta luy dương, vùi lấp mặt đường và rãnh thoát nước nhiều điểm gây tắc đường. Bà Ma Thị Huyền Linh, tránh văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết, sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể cấp huyện, xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có người chết, bị thương và hỗ trợ ban đầu với số tiền trên 90 triệu đồng, thực hiện các thủ tục hỗ trợ theo chính sách quy định. Chính quyền các huyện, xã đã huy động lực lượng triển khai công tác khắc phục tại chỗ, di chuyển tài sản của các hộ bị sạt lở đến nơi an toàn, huy động lực lượng thiết bị máy móc khẩn trương khắc phục sạt lở đất đá để đảm bảo thông xe các tuyến đường. Cùng ngày, trên quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cũng đã xảy ra vụ sạt lở đá từ Ta Luy Dương. Thời điểm này, khoảng 30 mét khối đá đã sạt lở tràn ra mặt đường với nhiều tảng đá to gây ách tắc giao thông cục bộ trên quốc lộ 4G ở đoạn đường từ huyện Sốp Cộp ra huyện Sông Mã. Rất may không có thiệt hại về người. Ngoài ra, mưa lũ cũng đã gây sạt lở ta luy dương tại 18 điểm trên các tuyến giao thông từ xã Púng Bánh đến xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp. Hiện các cơ quan chức năng đang huy động máy móc, thiết bị và nhân lực tới khắc phục hậu quả. Mưa lũ cũng khiến điểm trường mầm non bản phá thóng xã búng bánh xốp cộp bị nước gãy rào bao quanh và sạt trôi đổ xuống đường đồng thời làm ngập gần 6 hecta ruộng lúa hai ao cá của người dân